Mùi thuốc lá nồng nặc đã quy định rồi, ai vi phạm? Tôi có nhiệm vụ thế này: mỗi người cầm lấy 20 đi mua cho tôi 3 bao thuốc lá Thăng Long. Dạ vâng ạ. Khoan anh ơi, chỗ này chỉ đủ mua 1,5 gói thôi. Thế thì tôi biết ai là thủ phạm rồi. Linh, cô chính là người hút thuốc trong văn phòng. Không phải em. Tôi đã để ý cô rồi nhá. Cái tay cầm bút vẩy vẩy như một thói quen. Những cô gái bình thường sẽ rất sợ liếm môi vì sợ bị phai son, còn cô thì liếm môi liên tục. Đây này, hút thuốc nhiều là khô môi đấy. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi để trừ lương 2 tháng. Còn cậu này nữa. Em có làm gì đâu. Đi ship hàng cho khách đi. Mày không nghiện thuốc lá.